Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Đây là món tôm biển kho với ngò gai mà Lan Anh vừa mới làm xong á. Con tôm thì chắc thơm, ăn vào đậm đà ngon lắm. Còn nước này sánh dẻo bổ dưỡng, không hề khai nghe các bạn. Đó, có bí quyết hết á. Mời các bạn cùng vào bếp theo dõi mình làm món này nha. Ngon lắm, đặc biệt luôn. Để chuẩn bị cho món này thì ở đây mình có 400g tôm biển đã lột vỏ sẵn rồi. Mình đem về rửa sạch và gác lên như này cho nó ráo nước nha các bạn. Sau đó mình chuẩn bị 2 quả ớt kim mình xét nhỏ và 4 tép hành tím mình cũng đã xét nhỏ. Tôm rửa sạch và để cho nó ráo bớt nước. Sau đó mình bỏ vào trong tô. Mình bỏ vào 2/3 chỗ hành tím mình đã chuẩn bị. Và hết chỗ ớt trái này, hai cái ớt kim. Có cái bí quyết để ướp cái tôm này cho nó không ra nước nhiều. Thường thì nó sẽ bị ra nước rất là nhiều vì tôm biển. Nhưng mà tôm biển thì ăn mình yên tâm lắm các bạn. Không có sợ là sẽ có cái chất này chất kia trong quá trình tôm ở ngoài biển thì rất là sạch. Mình bỏ vào đây 1 thìa ăn canh hạt nêm. Không có bỏ muối hay là nước mắm gì hết nha các bạn. Ướp vào đây 1/3 thìa ăn canh tiêu xay. Ướp bột Hàn Quốc. Ướp bột Hàn Quốc thơm quá. Ướp bột Hàn Quốc thì mình bỏ vào đây 1/3 thìa ăn canh luôn. Đường mình cũng bỏ vào đây 1/3 thìa ăn canh đường. Một xíu bột ngọt. Muối hay nước mắm hay bột canh là mình không ướp, mình chỉ ướp bằng hạt nêm. Ướp để đây khoảng 20 phút để cho gia vị nó tan ra và nó thấm vào trong tôm. Ở đây là ngò gai, lá ngò gai dài dài á các bạn. Mình đã xét nhỏ ra rồi nè. Đó, mình xét ngang qua thế này thôi. Thì cái món tôm này á, mình xào với ngò gai rất là thơm. Mình bỏ một ít ngò gai và một ít hành tím vào trong chảo. Phi thơm ngò gai và hành tím. Ngò gai bỏ vào thơm lắm. Hành và ngò đã thơm thì mình lấy cái tôm này, các bạn xem này, đó. Riêng cái món này bí quyết của nó là ướp hạt nêm với đường nha các bạn. Các bạn sẽ thấy rất là hấp dẫn. Đó. Mình mở lửa to lên một xíu. Nó có văng ra bếp thì tí nữa mình lau bếp. Chứ tại vì cái món này phải làm lửa to. Mình xào với lửa lớn để cho tôm nó chín. Và quá trình tôm nó chín nó sẽ ra nước. Nhưng mà cái nước mà khi mình ướp như này thì nước nó ra sẽ sánh, đặc, dẻo, rất là thơm ngon. Đây là cái món mình nuôi các con mình lớn theo tuổi thơ của các con rất là thích ăn món này. Như này. Nhưng mà cái nước này chan cơm này rất là ngon các bạn. Ngon lắm luôn á. Tôm rất là ngon. Đó, bây giờ đã chín rồi thì mình tắt bếp. Thật là nhanh, món này phải ăn nóng mới ngon. Về cái món tôm biển. Đó, mình kho rất là đơn giản. Mình kho với ngò. Ngò gai rất là đơn giản. Hấp dẫn vô cùng nha các bạn. Đó. Bảo đảm với các bạn. Bây giờ mày chan vào cơm, ăn là hết cơm luôn á. Ngon ngọt, không tả nổi. Sau khi bỏ ngò gai vào thì rắc thêm một xíu tiêu nữa cho nó dậy mùi thơm. Bây giờ là múc lên ăn. Thôi chứ không gì ngon bằng hả các bạn. Đó.
chan vào cơm ăn rất là ngon nha. Cái nước này dinh dưỡng bổ dưỡng ghê lắm, chan vào cơm ăn ngon vô cùng hả các bạn. Đó, sau thời gian vào bếp thì mình đã làm xong cái món tôm biển kho với lại ngò, ngò gai ngon lắm các bạn. Đó, đây là đặc sản của biển cả các bạn, ăn tôm nó chắc thịt rất là ngon nha. Đây nè, đó, con tôm thịt chắc ngon lắm đó. Còn cái nước này, cái nước vô cùng là bổ dưỡng luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình vào bếp. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.